tai nghe Marshall mới vừa cập bến quá là hot hình hot luôn. Tôi phải inbox review cho mấy ông liền nè. Em này có tên đầy đủ là Marshall Motif 2 ANC, là một chiếc tai nghe in-ear có thêm chống ồn ANC nữa. Chi tiết như thế nào á và video tôi sẽ nói kỹ hơn nha. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Ok, từ phần intro á, là mấy ông đã thấy được sơ sơ ngoại hình của em nó rồi đúng không? Nhưng mà để tôi nói kỹ hơn, tại vì ngoại hình của em này cũng làm tôi khá là thích thú. Vẫn là cái họa tiết kiểu giả da quen thuộc, nhưng mà lần này á, các đường vân nó chi tiết và đậm nét hơn. Lấy màu đen làm tông chủ đạo cho phần case lớn vườn housing. Dù đeo trên tay nè, cần chụp hình flexing thì Marshall Motif 2 ANC vẫn đẹp ngất ngay luôn. Case gọn nhẹ, nặng chỉ có 4.31g thôi à. Phải nói là siêu nhẹ, siêu nhỏ gọn luôn. Tôi nghĩ một phần là do chất liệu chính mà làm nên em này á, là 70% từ những cái vật liệu tái chế. Mà cái dáng case này cũng dễ tìm mua ốp để bảo vệ tai nghe nữa. Phần case có một vài điểm đặc trưng khác như là logo Marshall màu trắng được đặt giữa phần case ở mặt trước nè. Một chiếc đèn led nhỏ xíu thể hiện tình trạng kết nối cũng như là phần trăm pin của case. Phía dưới này sẽ có một cái cổng Type-C để sạc lại cho thiết bị. Ngoài ra thì phần bản lề được hoàn thiện khá là tốt luôn. Mở ra, đóng vào, không có bị lận khẩn gì hết. Mượt mà, trơn tru. Mà cái tiếng đóng case á, nghe cũng đã tai nữa, nghe nè. Rồi, nãy giờ là nói về nam phụ, còn bây giờ nói về nam chính nha. Ý tôi là phần housing á. Phần housing của Marshall Motif 2 ANC khá là khác biệt luôn. Bắt đầu ở phần tai nghe nè, được thiết kế với những cái họa tiết đan chéo nhau tạo ra cái hiệu ứng giống như là được đính đá vậy á. Kèm thêm cái sắc đen của nó sẽ hơi ống ánh nhẹ, khi mà so với đèn thì mê quá trời luôn, hết có nói nổi. Dưới phần thân thì được điểm xuyến thêm màu vàng gold cùng họa tiết hình tròn đồng tâm. Những cái detail nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà tôi thấy khá là tinh tế luôn. Tiếp theo là chữ M được in ngay giữa phần tai nghe hình chữ nhật được vét cong nè. Điểm này mình thấy khá là khác biệt so với thị trường tai nghe in-ear hiện tại. Mút tai nghe in-ear cũng có đủ các size để thay đổi cho vừa vặn hơn với khoang tai của mỗi người. Cá nhân tôi thấy khi mà đeo em Marshall Motif 2 ANC này vào thì cái form ôm cực kỳ sát vào tai luôn. Nhìn đẹp mà chất chơi, đeo lâu thì không có bị cộm hay gì đâu. Mà không có dễ bị rớt ra khỏi tai đâu nha. Để tôi lắc thử cho mọi người coi. Đó, uy tín nha. Thiết kế đẹp, check. Còn bây giờ đến với phần chiếc âm luôn đi ha. Chiếc âm của em Marshall Motif 2 ANC chỉ có một từ thôi, đó là tiếc. Nhưng mà là tiếc cho mấy ông không được trải nghiệm âm thanh của tai nghe này. Tại vì chiếc âm của Marshall Motif 2 ANC đã được cải thiện lên rất là nhiều. Đầu tiên, nói về cái driver 6mm trên em đó ha. Được trang bị một cái chiếc driver 6mm như vậy sẽ cho ra một cái dải bass dày và chi tiết hơn. Trải nghiệm nghe cũng sẽ đã tai hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, tôi phải dành một lời khen cho Marshall vì dải mid và treble đã được cân đối hơn nè. Nghe không có bị lẫn vào nhau hay là bị lép vế so với dãy bass nữa, nhưng mà vẫn giữ được cái nét đặc trưng cho viết âm của Marshall. Tôi có thử nghe qua với một số dòng nhạc á, thì em này phù hợp nhất là nghe những cái bài nhạc R&B nè, nhạc chill chill các thứ thì nghe sẽ rất là cuốn. Còn đối với những cái bài nhạc hip hop quá căng hay là nhạc remix á, thì em này chưa chắc sẽ làm hài lòng nhiều thính giả khó tính đâu nha. Còn tôi thì dễ chịu chứ không có dễ tính, cho nên chiếc âm của em này á, chấm 8 trên 10. Nói thêm một chút về ANC của em này, thì bản thân em này là một tai nghe in-ear, cho nên em này đã có chống ồn bị động rồi. Cộng thêm cái tính năng ANC nữa thì chống ồn của em này khá là ổn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ngay từ cái tên á, tính năng chính của em này đã là ANC rồi. Nhưng mà mình thấy ANC thể hiện trên em này á, chưa ổn lắm. Kiểu như chỉ hỗ trợ chống ồn thêm một tí xíu thôi, không có quá nhiều. Vì khi mà mình dùng thử chế độ này á, thì mình vẫn có thể nghe được những cái âm thanh môi trường. Trừ khi đêm này ở nơi nào yên tĩnh nè, phòng riêng hay là những cái quán cà phê đọc sách chạy deadline á, thì mới có thể cảm nhận được cái sự ANC của em. ANC của em này thì chấm 7.5 trên 10 nha. Để kết nối với em tai nghe này á, thì vô cùng đơn giản. Mở Bluetooth điện thoại lên, sau đó đeo tai nghe vào, nhấn giữ vào cái nút trên case nè. Chọn vào tên tai nghe là kết nối thành công rồi đó. Hoặc mấy ông cũng có thể tải app Marshall Bluetooth để có thể kết nối tai nghe này và unlock thêm nhiều những cái tính năng hay như là tùy chỉnh equalizer nè, các chế độ nghe nhạc nữa. Dung lượng pin của em này cũng khá là ổn áp luôn, có thể phát nhạc liên tù tì đến 6 tiếng nếu như dùng ANC và 9 tiếng nếu như nghe với chế độ bình thường, và kèm thêm 30 tiếng sạc nếu như sử dụng ANC và còn không sử dụng á thì có thể lên đến gần 2 ngày trời luôn. À, xém xí là quên nói cái điểm cộng cuối cùng của em này. Em Marshall Motif 2 ANC này á, có khả năng kháng bụi, kháng nước IPX5 cho phần tai nghe và IPX4 cho phần case. Tổng kết lại, em tai nghe Bluetooth mới của nhà Marshall, Marshall Motif 2 ANC quá là tốt từ ngoại hình đến tính năng đến chất âm luôn. Nếu như mà thích á, thì phải đến ngay cửa hàng loa của Minh Tuấn Mobile nha. Hoặc là anh em cũng có thể tham khảo cái đường link mà mình để ở phần mô tả. Cuối cùng đừng quên để lại comment cũng như là like, share, subscribe YouTube của Minh Tuấn Mobile nha. Mình là Yud. Bye bye.